chào cô bác chị bạn. Trước tiên thì xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và bình an. Hôm nay cũng cuối tháng rồi, đến hẹn lại lên. Thì Sơn cũng đại diện chú Việt ở Úc đến thăm ngoại, ngoại nằm có một chỗ thì cũng có nhờ đưa cháu của ngoại, cháu bà con gì đó chăm sóc ngoại. Thì hôm nay thì mình lên thăm. Xong hết rồi. Chào ngoại, ngoại khỏe không? Ngày ăn được. Ăn được hả? Quá tiểu không có được. Tiểu không được hả? Quá tức khóc. Sao vậy? Nó nông ở trong mình uống thuốc tây quá nó nông. Dạ. Tiểu không được, quá tôi khóc la lại. Quá hộn tôi còn chút cỡ nửa tiếng nữa là tôi chết rồi đó. Dạ. Tiểu không ra. Rồi, đi được chưa ngoại? Lên ngồi không có được nữa. Phải dạ. Ăn tập lên nó mệt, lên không có được. Dạ. Nên nó gãy ba sườn này với dạ. Chỗ này. Kéo áo ngoài xuống giùm ăn thêm. Bây giờ nó nóng. Dạ. Đau không có tiền mua thuốc uống. Dạ. Đang nói với anh Thịnh nè. Nói sao ngoài? Anh Thịnh nó nói ngày 31 người ta nghỉ bán cơm cho tôi ăn rồi. Dạ. Chú coi đây. Mua cơm ngoài, tại vì bà không phải là bà, tại vì tính bà nhiều á, tại vì người ta bán cơm là tới 1 giờ bà mới ăn, nhưng mà cơm đó là sẽ nó 1 giờ nó sẽ ra nước. Nhưng mà bà bán nói là sao người ta bán cho bà ra nước, nhưng mà tới rồi người ta đi chợ rồi người ta nói bà nói người ta bên anh ta cháu hộp cơm được bự quá chúc mừng. Người ta nói vậy, người bán cơm người ta mắc cỡ người ta mới bán cho bà. Rồi tính sao vậy? Bây giờ em nấu em nấu cơm nhà em ăn em múc cho ngoại luôn. Chồng em múc ở nhà tại vì em ít nấu cơm. Nếu mà mỗi sáng á, thì em có thể thay mà em đi bên chỗ khác mua. Dạ mua chỗ khác mua cho bà. Nhưng mà ở đây ta bán một hộp vừa có cơm là chỉ 15 ngàn thôi. Mà nếu em mua ngoài là cỡ 20 ngàn. Mà không là còn tiền bánh mì với tiền tính là cỡ 35 ngàn. Đây là ta bán bánh có 25 ngàn cho bà. Mà tại vì bà vừa như giống như ngày này bà nói này nói kia cho người ta rồi người ta ghét người ta không có người ta không được vui ha người ta không có được vui tại vì người ta nói gì là...
tại vì bà nói lúc là cô đem lại người ta nước mắm là cô đem lại tôi vợ lên xong là lạnh ngắt chạy người nó hôi nữa. Nhưng mà tại vì chiều người ta nói, giận bây giờ tính bài nhiều vậy quá người ta không có bán cho bà ăn nữa. Không, nhiều khi em cũng thông cảm, tại ngoại lớn tuổi rồi thì nhiều khi cái tánh nhiều khi lớn tuổi nó cũng có đổi khác chút xíu, nhiều khi mình phải thông cảm, những người lớn tuổi mình phải thông cảm chút xíu. Nói sao mà cô không cần như vậy. Tôi nói chú đem cơm lại cho tôi một hộp bự tôi mừng tôi ăn ngày ha. Dạ. Tôi vợ lên nước bèo nhèo tôi ăn không có được rồi nó hôi nữa. Dạ. Tôi ăn không có được tôi ăn thịt không uống nước nhìn đói một ngày luôn. Dạ. Đó tôi nói như vậy á. Ừ, tôi kêu nó vô kêu không kịp nó đi phải chồng nó về chồng nó đem lại. Dạ. Đặng cho nó coi cái hộp cơm này nè. Dạ. Tôi nói với Thịnh, Thịnh nói ủa sao bữa nay cơm còn nguyên vậy? Mày coi cơm nó đem cơm về cho tao ăn vậy nó cũng giận nữa. Dạ. Nó nghĩ quá cái, ăn. Cái trong tháng rồi là tiền sinh hoạt của ngoại hết như tiền em? Dạ anh đưa, em đưa anh đưa 1 triệu. Anh mua tả rồi đi mua thuốc rồi mua dầu mua cơm mua gì cho ngoại là em mua cho ngoại không à? Rồi đòi ăn gì là em đi mua cái dòng ngoại ăn không à? Tiền thuốc, tiền gì em đi mua không? Có nghĩa là 1 triệu hết rồi? Dạ, tại vì đưa tiền cơm ăn tới 31 tay mới hết. Thì nói chung là thì cuối tháng anh cũng tranh thủ lên, cỡ nào cũng tranh thủ lên. Dạ. Hôm nay tranh thủ lên giấc chiều. Dạ. Nhưng mà thì... Ta lại thăm ta cho người 50%, nó tôi mất để dành tôi cho nó đi trả tiền cơm cho tôi. Dạ. Trả hết như 700-800 gì đó. Dạ. Rồi còn như mày đi mua tạ, mày mua thuốc cho tao uống cho tao xỉu không được. Em luôn nói với anh bây giờ nếu mà anh giúp bà thì giúp cho chót. Nhưng mà tháng này tháng sau bà cũng hết tiền. Tại vì bà bán đất cho anh này cũng tháng sau cũng mướn em là cũng hết tiền rồi. Bây giờ nếu mà anh mướn em nuôi bà thì em vẫn nuôi. Tại vì 1 tháng 3 triệu em cũng làm mướn cho người ta thôi à. Nếu mà không có thì bà cũng có ai nuôi đâu. Tại vì nếu mà nuôi bà thì cũng bỏ bà cũng có ai nuôi. Ok em. Tại vì tháng sau thì cũng hết rồi. Nhưng mà thì cái này em nói vậy tháng sau là ngoại hết tiền rồi. Tháng sau nuôi tháng sau nữa là hết rồi. Rồi là hết là, tiền là ngoại không ai nuôi luôn, không có tiền ăn luôn. Không có ai lo nữa tại vì tỷ là nhìn đây chết sớm sớm ai lo đâu. Tại vì em cũng nói với anh nếu mà anh giúp thì giúp cho bà có. Bây giờ cũng có ai nuôi bà đâu tại vì hết tiền tháng sau nữa là bà không có ai nuôi. Cái tiền đó là cái tiền hồi đó bán đất rồi ngoại gửi lại hả? Là bán được 100 mấy nhưng mà con bà lấy hết 85 triệu. Ôi, bán căn nhà tôi đâu có biết, tôi còn nằm bệnh viện á, tôi nằm bệnh viện 2 tháng gãy cổ gãy bắp. Lấy 5 triệu nó hết 90 triệu rồi. 20 triệu là nuôi bà từ đó còn cỡ 3 triệu tháng sau nữa là hết rồi. À, cũng như là tháng sau nữa là hết. Mua đủ thứ cho bà hết á. Tại vì không có còn như đâu, cũng nói ngoại thì cũng rất đau lòng. Rồi về cuối cùng là hiện tại là còn có 3 triệu thôi, là cũng số tiền ngoại 3 triệu. Rồi là không ai lo cho ngoại ăn uống hết trơn hả em? Đúng rồi, là tháng sau nó hết là em cũng nghĩ nhưng mà nói nếu mà anh giúp thì giúp bà cho chót. Ok đây. Em. Chứ giờ bỏ bà cũng không có ai nuôi. Đừng có mình ăn thuốc tự giận nó chết đi. Dạ. Con tôi nó bán tôi đâu có hay chú. Dạ. Tôi còn nằm bệnh viện tôi té gậy ở sườn nè. Dạ. Bây giờ hết thuốc uống nó đau chịu không muốn nổi nó ráng. Sức dầu giờ được chai dầu này cho anh Thừng đi mua chai dầu 25 ngàn. Dạ. Còn đêm mới nó đau không. Với sức tha đi nó đỡ. Dạ. Rồi giò này nè nó tê hết rồi. Dạ. Lên thì lên không có được, đi không có được. Ăn thì ăn được. Dạ. Mà lên không có được. Nó bán rồi nó gom tiền nó đi hết trên đâu có cho tôi đồng nào đâu. Dạ. Nó gửi với nhãn nhiêu tôi cũng không biết nữa. Rồi có thường về thăm ngoại không? Dưới 2-3 năm nó lại 1 lần. Chứ không có về thăm hả? Gửi tiền hả? Từ đó giờ thì không có. Nó lo đi mần á, nó cũng nghèo chú ơi. Nó ở nhà trọ anh tháng 2 triệu rồi con đi học 2 triệu nữa. Yeah. Rồi ăn uống mỗi ngày tiền điện tiền nước nó cũng nghèo. Yeah. Vợ nó thì ở nhà bán nước đá nước gì trái cây gì đó. Dạ. Yeah. Thế ngoại còn thèm ăn gì không? Tôi thèm, tôi nói với tưởng tôi thèm bún nem. Dạ. Yeah. Với bánh hỏi với thịt heo quay. Yeah. Cái miệng này nè. Yeah. Nói bởi vì người ta giận đó.
Dạ, không sao đâu mà, tại vì nhiều khi ngoại lớn tuổi thì ngoại suy nghĩ sao mà nói vậy, nói thẳng thì nhiều khi cũng mất lòng. Nhưng tại mà vì người ta nhiều người khác người ta không có, ta nghĩ là bà nói chơi, còn người khác người ta nghĩ bà thì nó không phải nói chơi. Đúng là nhiều khi cũng thông cảm người ta, nhiều khi người ta ấy không không sao đâu. Thì em phải đi chỗ khác mua. Thì là tháng 3 móng tay này là phải đi mua ở bên Thiên Phụ á. Ừ, ra Thiên Phụ mua phan. Thì lúc trước anh nhà hậu tâm là chú Việt nói với anh là tháng tặng em 500 ngàn, nhưng mà tháng này chú Việt thấy em cũng hơi cực thì tháng này chú Việt tặng cho em 1 triệu. Cái chú không có cho tôi, chú mua ăn sáng. Dạ rồi, con cho luôn, con cho ngoại luôn. Ăn sáng, ăn sáng thì có em nó lo rồi ngoại. Dắt sáng nó mở mắt nó đói ngủ không có được á. Người ta bán y xèo luôn. Mặt 5 giờ nhỏ nó lại bán bánh mặn nè, xôi nè, bánh mì nè. Kêu người ta vô mà mò. Bây giờ anh nói với em như thế này ha. Cái một phần 1 triệu này là không gọi là mua đồ cho ngoại ha, là các triệu này. Còn 1 triệu này là chú Việt tặng cho em ha. Còn cái ngoại nói thì là nem nướng bánh mì bún gì đó. Dạ. Đó, là cái này là con tặng ghi cho ngoại này nghe ngoại. Nè, rồi ngoại đưa cho em mua cái gì để mua là 500. Cảm ơn chú, trời Phật phù hộ cho chú mạnh giỏi đi. Dạ. Trời Phật. Con thì con không có tiền ngoại, nhưng mà chú Việt thì thấy hoàn cảnh của ngoại như thế này thì chú Việt thì động lòng, chú Việt thương. Thèm cái gì ngủ không được á, nhớ chỗ đó. Dạ. Thường bữa hôm thèm mà gọi cuốn nó đi mua tới Tiểu Cần cho ăn á. Dạ, ăn ngon không? Ngon. Dạ. Nói bà ăn nhiêu? 5 cái. Dạ. Có 2 cái chú ơi. Dạ. Ăn có 2 cái hết vô rồi. Dạ, ăn không hiểu sao ngoài ăn ngon miệng là được, đừng ăn no quá. Ăn thì ngon. Dạ. Mà nó ngán. Dạ. Thì bây giờ á, cái phần 500 ngàn này ngoại đưa cho em, ngoại thích ăn gì đó rồi, hoặc dầu, thuốc, men gì đó em, rồi mua ngoại giùm anh ha. Thì sáng ngày người ta đi bán 5 giờ người ta lại bán rồi không có tiền. Dạ. Tao vô mua không có tiền không dám kêu. Cả đi em ơi, bây giờ ngoại lỡ ngoại như thế này rồi không ai lo thì cứ như em coi như là thay vì em lo cho con em thì này là có phước cho em con em nữa. Ừ. Ha, thì anh thì anh nghĩ gì thôi, nhưng mà em nghĩ sao thì em nghĩ. Nhưng mà bây giờ em không có làm gì thì giúp ngoại vậy thì anh nghĩ là trời đất rồi cũng thương cho thương em ha. Con ơi, đừng có nghĩ con bỏ ngoại là ngoại không ai luôn, nuôi ngoại đó chắc tôi nằm để thui luôn. Dạ đúng, rất là tội nghiệp ngoại. Kẹt tôi lên không có được nè, lên không có nổi nè, đi không có được nữa. Thì anh thì nói chung là anh thấy ngoại vậy thì anh xót thôi, nhưng anh cũng phiên em vậy lên giúp ngoại ha. Thì cuối tháng anh chạy lên, cái gì anh hỗ trợ được gì anh hỗ trợ. Một phần tiền của em là riêng. Thèm cá nướng, cá trê á. Dạ. Cá trê ruộng á. Cá trê ruộng giờ đây không có bán ngoài, có cá trê nuôi không à. Cá trê nhỏ nhỏ là dạ. Cá rô cá gì. Dạ đúng rồi. Lại chiên nướng gì thèm. Mai á em đi chợ mua giùm cho ngoại con cá trê, con cá rô hay con cá rô với em. Dạ. Chiên cho ngoại ăn đi ha. Thèm rau không, thèm gì thèm rau. Dạ. Thèm cải, chợ luộc rồi chấm nước tương ăn. Thèm dạ. Kỳ cục gì đó chứ dạ. Thèm thịt bò thịt trâu gì đâu. Dạ thì sơn đây cũng đại diện ngoại và em gái cảm ơn chú Việt đã thương và giúp đỡ cho ngoại và em gái. Thôi clip mình xin tạm dừng đây, mình cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian với báo xem clip và đăng ký kênh của mình cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe dồi dào, chào hẹn gặp lại. Cái gì đó.